Và cũng trong ngày 4 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao bằng khen cho chiến sĩ Quan Ngọc Hoàng công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ tại trường trọc phổ thông Lâm Bình. Trước đó vào dạng sáng 29 tháng 6, do mưa lớn rồn rập, trường Chủ học phổ thông Lâm Bình, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình bị ngập sâu do ở vị trí thấp, nằm sát bờ suối một lượng bùn đất đá theo nước lũ tràn vào các lớp học. Hơn 100 em học sinh bị cô lập trong khu nội trú, tinh thần hoang mang, hoảng loạn, nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe nếu không được ứng cứu kịp thời do nước lũ đang tiếp tục dâng cao. Ngay sau khi nhận được tin báo, chiến sĩ quan Ngọc Hoàng dù đang được nghỉ phép về thăm gia đình, đã không quản ngại trời mưa to, đêm tối, đường sạt lở, khẩn trương đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Trên đường đi, đồng chí đã phải nhiều lần bơi qua dòng nước lũ xiết để tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn. Vừa trấn an, vừa dẫn các em học sinh vượt 50 m sân trường ngập lũ để tới dãy phòng học hai tầng. Đến khoảng gần 4 giờ sáng, tất cả học sinh đã an toàn. Hoàng tiếp tục xuống tầng 1 di tản một số đồ đạc của nhà trường để tránh ngập nước. Khi trời hửng sáng, nước lũ đã rút. Hoàng cùng học sinh, giáo viên và người dân địa phương tiếp tục gạt bùn đất ra ngoài, lau dọn phòng học và ký túc xá.